Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn thông tin về các mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng ô tô chất. Địa chỉ đơn vị là 91 Nguyễn Chánh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Các bác yêu thích mẫu xe nào trên đây hãy kết bạn với em sẽ gửi thông tin đầy đủ cho các bác có thể tham khảo và cân nhắc. Mở đầu đây thì ta sẽ đi tới một mẫu xe thương hiệu của Đức, chiếc Audi Q7 máy 3.0 Quattro. Sản xuất là năm 2015, form của năm 2016. Xe hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá nó chỉ dưới 1 tỷ tư thôi. Xe lăn bánh quãng đường là 130.000 km, bao check hãng, test hãng toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu thông tin về chiếc xe này. Cần video chi tiết hãy kết bạn Zalo, em sẽ gửi đầy đủ cho các bác có thể tham khảo. Và kế bên cạnh đây thì ta có một chiếc xe bình dân giá rẻ trong tầm giá chỉ khoảng hơn 300 triệu. Anh chị và các bạn có thể sở hữu một chiếc Toyota Fortuner phiên bản Sportivo 2 cầu, sản xuất là năm 2011. Máy xăng. Xe thì có trang bị cho anh chị và các bạn hệ thống cam 360, màn hình giải trí, rồi là rất nhiều các tiện nghi option ở trên mẫu xe. Cái mức giá của chiếc xe này bây giờ nó chỉ rơi vào khoảng 370 triệu. Giá này thì em còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Video chi tiết cụ thể hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi đầy đủ cho các bác có thể tham khảo và cân nhắc. Cùng đi tới một mẫu xe tiếp theo, em có một chiếc xe để giới thiệu cho anh chị và các bạn. Đó là một chiếc xe Mini Cooper. Chiếc xe này thì là sản xuất là năm 2014, năm anh quãng đường là 82.000 km. Và hiện đang chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 690 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm anh chị nhé. Phía bên cạnh đây thì anh chị bạn có thể thấy qua thì em có một chiếc Subaru Outback máy 2.5, sản xuất năm 2018, với trang bị đầy đủ những tiện nghi tính năng option. Xe lăn bánh với quãng đường là hơn 60.000 km và hiện đang được đơn vị chào bán với mức giá là 990 triệu, còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu về mẫu xe thể thao này. Và ngay bên cạnh đây thì ta có một chiếc Toyota Fortuner phiên bản Sportivo, sản xuất là năm 2016, 2 cầu, số tự động anh chị nhé. Và cái tầm giá của chiếc xe này bây giờ nó chỉ rơi vào khoảng 585 triệu. Lăn bánh với quãng đường hơn 80.000 km rồi, ngoại thất trắng, nội thất kem. Lên cam 36 cam hành trình này. Dàn kính, thảm trải sàn, bệ bước, rồi là hệ thống thanh giá lốc thể thao. Đấy, xe vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Thông tin cụ thể chi tiết về chiếc xe thì các bạn có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Kế bên cạnh đây thì ta có một chiếc xe tiếp theo để ta có thể là tham quan và lựa chọn trong cái tầm giá nó chỉ khoảng dưới 700 triệu. Chiếc xe Kia Sedona phiên bản máy dầu 2.2, sản xuất là năm 2017. Với cái mức giá của nó chỉ dưới 700 triệu thôi. Đấy, chị các bạn có thể sở hữu một chiếc xe bản full với đầy đủ tiện nghi tính năng option trên mẫu xe này. Và chiếc bán tải này thì em đã bán rồi anh chị nhé. Ngoài ra thì cửa hàng đang chuẩn bị về cho anh chị và các bạn thêm những cái chiếc xe như là Mercedes-Benz E200 sản xuất năm 2018, năm anh quãng được hơn 64.000 km và mức giá đang chào là 1 tỷ 090 triệu, xe ngoại thất trắng. Tiếp đó là một chiếc Mercedes-Benz GLA 200 sản xuất năm 2015 với cái mức giá chỉ với 550 triệu, xe sản xuất 2015. Đấy, bên trong đây thì các bác có thể nhìn thấy qua thì em có một chiếc xe Lexus này thì em đã đang chuẩn bị bàn giao cho khách hàng rồi, và một chiếc Kia Cerato hay là một chiếc Ford Ranger form mới, cùng với một chiếc xe tiếp theo đây anh chị bạn có thể tham quan là một chiếc xe Mercedes-Benz Vitro sản xuất là năm 2016 và mức giá hiện đang chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 980 triệu cho chiếc xe Vito sản xuất 2016 này. Và vừa rồi thì em đã cập nhật sơ qua tất cả các mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng cho anh chị và các bạn có thể tham khảo rồi. Anh chị và các bạn yêu thích mẫu xe nào trên đây hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi thông tin cụ thể chi tiết về từng chiếc xe mà các bác đang cần tìm hiểu cũng như các thông số anh chị và các bạn đang cần tìm hiểu. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ.